Yo, hi, xin chào tất cả các bạn. Ôi, tổng. Rồi, hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn chơi GTA Online về bunker nha. Alright, bunker là cái gì? Ok, thì bunker nó là một cái tầng hầm hệ thống để nó chuyên gia sản xuất súng ống này là cái kiểu. Và nó có thật sự cần thiết khi mà các bạn chơi GTA Online không? Thì theo nhu cầu của mình á là khá là cần thiết đó, bởi vì ở bunker thì các bạn mới có chế tạo những được cái loại súng và những cái loại đạn như thế này. Ok, thì sau khi các bạn coi cái clip là các bạn cũng biết là cái độ bá đạo của những cái đạn này là nó như thế nào rồi đúng không? Rồi mình sẽ nói sâu về cái phần đó. Rồi thì làm cách nào để mua bunker và làm thế nào để sở hữu được những cái đạn súng như thế này và những cái tùy chỉnh những cái xe cộ những cái khá là dị khác nữa à, mà chỉ có tại bunker thôi. Ok, thì đầu tiên là các bạn đăng nhập vào internet. Các bạn vô một Money and Service. Ok, vào đây. Rồi, Enter Site. Các bạn thấy bunker. Bunker thì nó thường thường nó nằm khá là xa trong trung tâm thành phố. Nó những tầng hầm mà. Rồi. Chúng ta có những cái bunker ở đây thì các bạn thích vị trí nào thuận lợi thì các bạn cứ việc mua thôi. Mình thì mình đã mua một cái ở ngay đây. Thì ở đây các bạn mua, các bạn chỉ lưu ý cho mình là các bạn mua nên mua personal quarter. Đây là cái nơi để các bạn có thể ngủ nghỉ và các bạn có thể respawn vào cái bunker này. Mua thêm một cái gun loader ở đây để các bạn tùy chỉnh súng. Rồi còn mấy cái này với cái shooting range, hai cái này không cần thiết phải mua đâu nha. Cái transporter station này cũng thích thì mua, bởi vì cái bunker nó khá là rộng, các bạn có thể mua một trong hai cái xe này. Thì nó chỉ có tiền cũng không có bao nhiêu đâu. Thích thì các bạn mua để các bạn đi dạo thay vì các bạn đi bộ thôi. Ok, thì sau khi mua cái bunker xong rồi, chúng ta có những cái gì à, qua đây coi nhá. À, remember, muốn các bạn muốn 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 mà đăng ký là nhiệm vụ của bunker á, thì các bạn phải đăng ký sale nhá. Nhớ là sale nhá. Sale hoặc là MC cũng được. Ok, đây là bunker của chúng ta này. Nó sẽ có một cái xe thế này, mình sẽ nói về cái xe này sau nhá. Và trước hết mình các bạn vào bunker, các bạn lưu ý những hai cái điều này cho mình. Ở trong bunker chúng ta sẽ làm được những cái gì? Cái xe kia nó cũng là một vật rất là quan trọng đó. Ở clip xong mình sẽ nói về đó. Ở clip này mình giới thiệu tổng quát thôi nha. Bunker nó là một cái căn cứ riêng thôi. Muốn xài nó thì các bạn phải đăng nhập vào sale thì các bạn mới có thể xài được. Sale là cái gì thì mình đã nói chính, mình đã nói ở cỡ cái clip đầu tiên rồi. Ok, giờ đây mình đăng ký sale nè. Rồi mang vô cái máy tính này, đây mình sẽ chỉ cho các bạn ha. Login, ok, enter. Rồi các bạn nhìn ở đây nè. Các bạn nhìn cái thanh này nó quen đúng không? Nó giống như là ở bên MC á, nó cũng như MC là nó sẽ lấy, các bạn sẽ phải lấy supply và đợi cho cái stock nó đầy lên. Nhưng mình thay vì ở bên kia nó chỉ có stock thôi, trên này nó có một cái research project nữa. Ok, thì mình sẽ nói giải thích cho các bạn hiểu là cái research project này là nó là cái gì ta. Progress đọc đọc sao cũng được. Tiếng Anh này không có tiếng Anh chuẩn đâu. Rồi ở đây các bạn có steel supply và bar supply tương tự như MC thôi. À, các bạn làm biến thì các bạn bỏ 75.000 ra thì các bạn mua full một thanh supply.
Còn không thì các bạn đi lấy supply thôi. Lấy supply thì các bạn được một khúc khoảng chừng 10%. Rồi các bạn qua mục research. Ok thì research ở cái bunker này nó có thêm một mục nữa, ngoài các bạn lấy cái ngoài các bạn lấy supply, các bạn tạo ra hàng hóa stock thì các bạn cũng có thể tạo ra research nữa. Thì research là cái gì? Ok thì đội tụi mình nói xong ha, đi tổng quát vào mấy cái này nữa. Sell stock là bán hàng, cái này thì các bạn cũng khá là biết rồi đúng không? Nhưng mà cái ở bunker á, nó bán hàng tiền rất là nhiều. Các bạn đầy lên các bạn bán được tới 1 triệu luôn. So với lại mấy cái đồ ở MC nó bán ít xỉn à, MC cao lắm bán được có 420.000 à. Nhưng mà khi các bạn đầy lên tới này á thì các bạn bán được tới 1 triệu luôn, 1.050.000. Đó là bán hàng ở bunker. Và tiền nhiều hơn là đương nhiên bán hàng cũng khá là khó khăn đấy. Và vẫn lưu ý là phải bán trên 3 người đổ lên nha, chứ một mình bạn bán không nổi đâu. Rồi. Mining step. Lát nữa mình sẽ quay lại xong. Buy upgrade. Ok, ở đây nè, các bạn nhìn nè. Hai cái này tương tự như là ở MC thôi. Nâng cấp hai cái này lên để giúp cho các bạn có thể là đẻ ra thanh resource và thanh stock nhanh hơn. Thế thôi. Nên nâng cấp hai cái này nha, bắt buộc luôn á. Nếu bạn không nâng cấp là nó rất là lâu, và có khi là nó lâu khủng khiếp luôn, lâu kinh dị luôn. Security upgrade là các bạn phải nâng cấp cái này để nó có được một cái hệ thống security giúp bảo mật cái bunker của các bạn. Và nó sẽ có cho các bạn một cái camera nữa, và cái đó sẽ là một cái mẹo để giúp cho các bạn chạy chúng giờ các bạn AFK. Để lát cái này mình sẽ nói sau nha, mình sẽ nói sau về cái mẹo sử dụng cái security này. Rồi chúng ta quay trở lại với cái mainnet step. Ở đây nó khác với lại cái MC như thế nào. Thay vì ở MC chúng ta sẽ có thanh duy nhất một thanh stock này thôi, nhưng ở đây thì các bạn nhìn nè, ở ba dòng chủ này có nghĩa là gì? Cái dòng đầu tiên là để cho nhân viên của các bạn nó chế tạo vũ khí. Cái thứ hai là nó sẽ nghiên cứu ra những cái món vũ khí khác để cho các bạn nâng cấp trong cái xe mobile kia. Và cái thứ hai là cho dành cho tất cả. Thì đương nhiên dành cho làm cả hai nó luôn luôn nó phải lâu hơn. Ví dụ như làm cả hai thì hai thanh này nó chạy đồng đều với nhau thì nó khá là lâu. Còn chẳng thể các bạn dồn hết vào các bạn làm một cái thì nó chạy sẽ nhanh hơn. Ok. Rồi thì research này nó là cái gì đây? Nếu mà các bạn thấy cái thanh fast track research nè, có nghĩa là nếu mà các bạn mà không muốn đợi nó research hết cái này á thì nó rất là lâu, mà các bạn muốn tốn supply nữa thì các bạn phải tốn 225.000 để các bạn cho nó đầy cái thanh này. Ok. Và nếu mà cái thanh này nó càng, nếu mà các bạn muốn làm cho nó rẻ lại ấy, thì khi các bạn để cho cái manage step này nè, các bạn để research hoặc là bot á, thì khi cái thanh research này á nó được một nửa hay nó được bao nhiêu đó, nó càng dài thì cái số tiền này nó càng ít lại. Còn cái này là mình chưa có gì hết nên là các bạn muốn unlock nó là các bạn trả một số tiền khá là lớn. Ai giữ tiền thì làm, chứ mình thì mình để cho nó research thôi. Ở đây các bạn ấn vào view unlock thì các bạn sẽ coi được những cái vũ khí, những cái món đồ mà bạn đã unlock được. Mình đã unlock được khá mấy món đồ này rồi, khá là lâu đấy, mất ít nhất phải cả tháng, có khi hơn. Mình còn treo game để cho nó research nữa, bởi vì một lần thanh research này nếu các bạn upgrade full hết cho cái bunker này thì ít nhất phải mất gần một ngày nó mới xong được cái thanh research này. Và mỗi lần research ra nó sẽ cho các bạn một item thôi nha, có tất cả hết là 51 cái item và nó sẽ không bị lặp lại. Ra cái item này rồi thì nó sẽ không bao giờ ra, nó sẽ không bị lặp lại nữa. Các bạn sẽ research tiếp tục những cái khác thôi, research ra những cái đạn bơm này, đạn xuyên giáp này, đạn lửa nè, rất là nhiều nòng súng, nòng đồ các kiểu, có cả cái nòng night vision nữa, và ống tầm nhiệt nữa. Nói chung khá là nhiều cái thứ dị trong đây, bơm đồ nè, ống nhắm holo này, rồi có cái nòng nhắm nhìn xuyên tường nữa, nhưng mà mình không biết xài cái đó nên là mình không có research, mình chỉ cần đạn lửa và đạn bơm là được rồi. Rồi ok rồi, chỉ có research. Nếu mà các bạn muốn có những cái item gì thì các bạn phải lấy supply về, các bạn manage cho cái step của bạn, cho nhân viên của bạn nó research nó đầy hết một thanh là các bạn unlock được một item. 51 lần thì lại sẽ được 51 item. Còn nếu các bạn không thích thì các bạn để cho nó
sản xuất hàng hóa để các bạn đi bán, để các bạn tích vào cái manufacturing này nè, để cho cái stock nó đầy lên, và đầy hết thì các bạn bán được 1 triệu. Khá là ngon. Ok, thế là xong về cái phần bunker bán hàng và những cái món vũ khí chung nha. Giờ mình sẽ đi tiếp theo về cái mục vũ khí và cái xe móc thì nó là cái gì, nó là một cái thứ quan trọng luôn. Rồi các bạn hãy xem tiếp những cái clip sau nhé.